dạ xin chào tôi là ba của ban gương đây à? À, ba của ban gương đến rồi sao <laughs> à, xin chào ba của ban gương <laughs> dạ xin chào cô ấy là mẹ của bác Anson son đó Minh Hô à Mẹ ơi Con đừng có khóc Con đâu có làm gì sai đâu Ba con đến chưa vậy Dạ chưa Chỉ có mẹ con tới thôi Đừng khóc nữa anh Son à cô giáo à minh nhà tôi có lẽ là đứa giống như anh son nói làm kiểm tra ba điểm nhưng nó không phải là một đứa nói dối à, hình như anh Sơn so đã hiểu lầm rồi mẹ của minh hô à vậy coi lại camera đi xem à. minh hô nhà tôi có làm hư cây dù hay là không coi camera thì sẽ biết ngay thôi mà à, mẹ minh à cô bình tĩnh một chút đi sao có thể chỉ vì làm hư một cây dù thì nó minh nhà tôi đánh bạn được chứ còn anh son thì sao nó nói bạn của nó là đồ ngốc vậy thì có coi như là chửi bạn hay không đi à, bởi vậy mẹ của anh son mới tới đây xin lỗi nè tại sao mẹ anh son phải xin lỗi chứ đáng lẽ ba nó phải ra xin lỗi mới đúng sao không nói gì đi ngày thường cô rất hay dặn dẹo người ta mà thành thật xin lỗi cô tôi không có gì để nói hết chuyên ngành của ba anh son là ngành luật sao Hơ, cũng có ba gân ở bên cạnh vậy là giúp đỡ đánh bạn sao Hơ. sao anh không nói gì đi anh Son với ba của nó phải đến là xin lỗi mới đúng chứ chúng ta là người nên nhận lời xin lỗi minh hô nhà tôi hôm qua đã chịu cú sốc rất là lớn rồi cả đêm nó không tài nào ngủ được thành thật xin lỗi cô ờ, tôi thành thật xin lỗi cô mà phải minh hô nhà tôi nó ngốc thật làm bà kiểm tra chỉ được có ba điểm thôi nhưng con của tôi suốt ngày quanh quẩn với một đứa học giỏi như anh son Bộ đó cũng là một cái tội hay sao vậy hả cô giáo <laughs> Cô hãy dạy nói cho ba anh Son biết Tôi sẽ không cho Minh Hô Tới gần anh Son nữa đâu nên đừng có lo Thành thật xin lỗi cô Anh Son à Xin lỗi Minh Hô đi con Không chịu con sẽ bị ba chửi đó Ôi, à, Anh Son à ừ cũng phải. Đúng là cha nào thì con đó. Con hơn cha là nhà có phúc. Đi thôi Minh Hô. Xin lỗi nha Ban Gương. Con sợ lắm có phải không? vì sẽ bắt ơn son kiểm điểm lại mình. Con đừng nghỉ chơi ơn son nha. Dạ. Thành thật xin lỗi đi thôi con tạm biệt Onson ba ơi <laughs> mình về thôi con sao con lại làm như vậy chứ mẹ đã biểu con xin lỗi minh hô rồi mà con có biết con đã làm sai cái gì hay không hả tại vì con không muốn bị ba la con <laughs> mẹ sai rồi anh son à đáng lẽ mẹ nên dạy dỗ con đàng hoàng hơn lỡ bị ba chửi thì sao đây không đâu sau này mẹ sẽ không để ba la con nữa đâu con đừng có sợ nha ơn xôi ồ <laughs> ờ, sao rồi hả con <laughs> mino à Mẹ đã dặn con phải nghe lời của mẹ rồi mà Mẹ đã nói là con học ngu Thì sẽ bị bạn khác sang thường con có thấy hay không vậy hả Nè con làm cái gì vậy Sao lại đánh nó Con có chỗ nào không tốt Mà lại bị bạn bè đối xử như vậy hả Ba mẹ đâu có dạy con như vậy đâu chứ Con biết lỗi rồi Trời ơi. nè. Con biết lỗi rồi à, Minh Minh à Qua hồ đây con điên rồi. Qua đây Vào phòng đi con Vào phòng mau lên Mau lên Nè Họ bị điên hết rồi ca người dám nói con trai của ai là đứa học ngu vậy hả <laughs> sao lại gặp được anh ấy chứ <laughs> không ngờ lại tình cờ đến vậy ờ anh nghe nè chuyện đó sao rồi à anh xin lỗi anh quên nói cho em nghe sao có thể quên chuyện này được chứ anh có gặp ba của anh son không chỉ có mẹ anh son đến thôi <laughs> vậy hả nói gì nói gì nữa giải quyết xong hết rồi à, vậy thì tốt rồi em cũng không có tâm trạng làm việc đâu tổ trưởng chu cũng đã xin nghỉ luôn rồi nhưng mà anh bệnh hả sao tiếng của anh lạ quá vậy đâu có chỉ tại anh lo lắng quá thôi nên mới vậy cũng phải con cái đi học đâu phải là chuyện đơn giản đâu em sẽ gọi lại cho anh sao nha cố lên nghe mêsu ai nữa vậy chà hôm nay mình sẽ bàn lại làm sao để tổ chức tiệc cho ban duyên nhà anh sao cũng được mà Chủ đề của bữa tiệc là gì đây? Không biết. Lầu trên. Hả? Hôm nay tôi cảm thấy không hài lòng về thái độ học hỏi của anh cho lắm đó. À, tại vì hôm nay tôi có một chút chuyện. À, học phụ huynh có phải không? Có gì lớn lao đâu, mấy đứa nhỏ cãi qua cãi lại thôi mà. Vậy bài học hôm nay hỏi học đi ha? gì đây Không giữ mình lại luôn hả tôi đi đó nghe hả à, à, à dạ 51, năm mươi mốt năm năm mươi hai cà rốt năm mươi ba là tôi Cô đang giỡn với mẹ đó hả học đàng hoàng đi gì vậy không thấy sao? Em đang dạy với Minh Hô học bài Con đúng là ngu mà Bản cũ chương thứ 9 có gì khó đâu chứ Anh nghe mẹ nói Càng ngày hôm nay Minh Hô cứ bị em chửi hoài Em cho nó nghỉ một chút xíu đi Càng vào lúc này thì càng phải tỉnh táo hơn nữa Minh Hô, con Là con trai của ba mẹ Con không thể học ngu hơn mấy đứa khác được đâu, biết chưa? Mẹ à ừ? Con Con thèm ăn thịt nướng quá Hơ, còn chưa học xong ăn cái gì chứ Ê, học tiếp đi hả sao anh về nhà mà em không ra đón em không muốn thấy mặt anh nữa đâu từ hôm qua tới giờ em làm sao vậy từ hôm qua tới giờ tinh thần của em rất là tỉnh táo à, em nói vậy là sao đây bắt đầu từ bây giờ em sẽ phụ trách dạy dỗ anh son nên anh đừng có xen vào nữa à. Nhưng mà, chú cuộc, em biết làm cái gì mà đòi dạy dỗ anh son của anh. Em thấy em, làm gì cũng tốt hơn anh hết đó. Em uống lộn thuốc rồi sao? Đầu của em bị chạm dây nào vậy hả? Chạm dây cái gì hả? Em đã ngồi yên 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em muốn cử động đó. <laughs> Ôi, đau đầu thiệt. Anh ơi, em về nhà rồi nè. Em mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm nữa. Ừ. Anh à, mau kể đi anh kể em nghe đi mà gì anh nói là mẹ của anh sao đã tới trường mà anh nói đi nói gì đâu nó xin lỗi thôi nhưng mà tại sao ba của anh sao lại không tới không biết anh kỳ lạ thiệt đó lạ gì mau nói thật cho em biết đi có chuyện gì hả không có gì mà à. nhìn thẳng vào mắt em nhìn thẳng đi đừng nói là anh đã cãi nhau với mẹ của anh sao hả? anh mà nóng lên là chuyện gì cũng dám làm hết Trời đất ơi sao lại như vậy hả? Anh nói đi Trời ơi, chồng em đó phải là người giấy Chuyện này liên quan tới banh ginh mà Có thật không vậy? Không có gì thật sao? Em đem giùm anh coi được chưa? Ô. Không có chút mùi vị gì hết Sao kỳ vậy trời? Ráng lên anh mình đâu có làm gì sai đâu chứ chà có rất nhiều người vào đây để học hỏi sao không đóng tiền học cho minh hô vậy ờ ờ anh anh quên đóng rồi không ừ. phải anh phụ trách đóng tiền học cho Minh Hô hay sao Phải Để mà anh đóng cho Tiền sinh hoạt trong nhà em đã lo hết rồi Anh đừng có nói là anh không đóng nổi tiền học nha Ngày mai anh đóng cho mà Lúc nào cũng làm em bận tâm hết Ê. Ê. À. <laughs> Dạ ơn à Bắt đầu từ tháng này á Không cần cho mẹ tiền nữa đâu con Không có tiền làm sao mà dì sống được Tối nào mẹ cũng rảnh rỗi hết mà Mẹ sẽ đi tìm việc làm Cuộc sống của con cũng rất khó khăn Cho nên là mẹ Có phải gì muốn ép con trở thành một người xấu hay không vậy Người khác sẽ nói sao đây Nói con cho mẹ mình ra ngoài làm cực khổ hả Người khác nói gì thì mặc kệ họ đi Không được đâu Con vẫn còn có khả năng để lo cho gì mà lại là cơm trộn nữa ha ba ba xin lỗi con gái ba chỉ biết làm mấy món này thôi ba ginh à con đừng có kén nữa ba nấu cực lắm đó con bữa trưa cũng ăn cơm trộn hôm qua cũng cơm trộn hôm nay cũng cơm trộn hôm nay cũng cơm trộn luôn vậy thì không được rồi ba phải học nấu thêm mấy món mới mẹ ạ ừ? ba muốn mời mấy người bạn của con đến tổ chức tiệc đó mẹ thiệt sao vậy thì tổ chức vào cuối tuần đi nhưng các bà mẹ tính sao đi các bà mẹ nào Con của mình đi ăn tiệc dĩ nhiên phải có mẹ theo rồi Phải có mẹ dẫn đi thì mấy đứa nhỏ mới đi được chứ Mẹ con rủ anh Sơn đến có được không Con muốn làm lành với cậu ấy trong buổi tiệc này Được chứ con Con nhớ phải mời đó ừ. Vui quá đi <laughs> Ba ừ. À. À. Con <laughs> gái của ba, cố lên Ba cũng phải cố lên Vào đi con Thưa ba con đi học Banh cưng đừng chạy con té bây giờ đó <laughs> <Hả? cười> Ba của banh cưng à nếu đã gặp nhau thì anh cũng phải nói lời xin lỗi tôi chứ xin lỗi anh sao vợ của tôi rất dễ dãi nên cô ấy mới chịu bỏ qua như vậy nhưng tôi thì khác dù cây dù của anh son bị hư chắc chắn con của anh cũng có mặt ở đó ồ ừ, vậy thì sao vậy thì sao <laughs> bạn của mình bị người ta nghi ngờ là đánh bạn tao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ vậy là giúp bạn đánh nhau hả anh làm ơn nói chuyện cẩn thận một chút xíu đi chuyện nhỏ như vậy tôi thấy đâu có gì đáng đâu ở trước mặt tụi nó anh cũng đừng có dùng mấy cái từ như là đánh nhau hay là bạo lực gì hết cái gì. Cũng may á là mấy đứa nhỏ không có đứa nào bị thương cái gì. Mẹ của anh số nó cũng đã xin lỗi mấy cha mẹ khác rồi còn gì. Anh đừng có làm lớn chuyện này lên nữa. À, anh anh nói vợ tôi đã xin lỗi anh rồi sao? À, bộ anh không biết gì hay sao? Rốt cuộc thì thời gian qua em sống sao vậy chứ? Em làm sao vậy? Sao lại xin lỗi họ chứ? Có lỗi thì phải xin lỗi thôi. Dựa vào đâu hả? Con gái của mình bị thương mà em phải đi xin lỗi họ là sao hả? Nó bị anh làm tổn thương còn nặng hơn nữa đó. Cái gì? Anh không biết ơn sao nó sợ anh lắm hay sao hả? Nó không dám làm gì hết, chỉ dám làm theo ý của anh thôi. Vậy thì sao? Em có biết em xin lỗi họ là làm tổn thương lòng tự trọng con gái của mình hay không Sao lại làm tổn thương lòng tự trọng của nó chứ Đã làm sai thì phải biết nhận lỗi chứ à, Bởi vậy thằng nhóc đó mới dám lên mặt với anh như vậy Thằng nhóc nào hả Là ba của Ban Gun chứ còn ai nữa Anh gặp ba của Ban gương rồi sao Anh đã nói cái gì Anh đã nói gì rồi hả Em có cần phải lớn tiếng như vậy hay không hả Rốt cuộc là anh đã nói cái gì hả Cô đừng có trèo lên đầu của tôi như vậy Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó lần này coi như tôi bỏ qua chuyện này nếu lần sau còn như vậy nữa thì cô có chừng tôi Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Nếu không có chỗ nào để dựa hơi, thì cô ấy sẽ không dám lớn tiếng với mình. Cô ấy dựa vào cái gì mà to gan như vậy? đến rồi sao? Sao anh lại tới đây chứ Cô đang chờ ai vậy hả Có phải anh theo dõi em không hả Ôi trời Hai người đã sống chung với nhau luôn rồi sao Anh nói cái gì vậy Chỗ đây là nơi tụ hợp các bà mẹ mà anh Cô còn dám cãi hay sao Cô tưởng là tôi dễ dàng bị gạt như vậy hay sao hả Hôm nay tôi không có chuyện gì để làm hết Rốt cuộc tôi muốn chờ xem cô đang đợi ai ở đây nếu là đàn ông xuất hiện thì lớn chuyện rồi đó Để tôi coi các bà mẹ đó Có tới hay không Tính sao bây giờ Cuối cùng cũng tới rồi Mở cửa đi Bà ở Sôn à Tôi kêu cô mau mở cửa đi Xin lỗi nha, tôi tới trễ rồi, bên ngoài kẹt xe dữ lắm luôn đó. À, là ai vậy hả? Ờ, à, à. Tôi là chồng của cô ấy. À, à dạ chào anh nha. Tôi à, tôi là bạn của Trung Hun. À, nhưng mà họ còn chưa tới nữa sao? Đã hẹn 10 giờ rồi mà. Ờ, à, à. nhưng mà họ có biết là hôm nay chồng cô cũng tới không? Ờ à, vậy tôi đi trước. Ủa anh đi hả ừ. à, Dạ tạm biệt anh Ôi trời ơi Cô có sao không Lần đầu tiên tôi nói dối đó Tim tôi cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi nè Cảm ơn cô nha Cô có sao không vậy anh nói là vợ tôi đã xin lỗi anh rồi sao có khi nào tại mình mà họ cãi nhau không ta làm sao mà tổ chức tiệc đấy nếu gặp nhau thì sẽ lúng túng lắm ôi trời ôi trời ơi làm sao đi tôi chết rồi là áo sơ mi của miso à. À phải tập trung làm việc nhà thôi Kim Chê Minh. Giờ tôi cũng không biết nói sao với cô nữa. Cô không nói cũng được mà. Nếu cô không muốn nói thì đừng nói gì hết. Thật ra lúc trước tôi cũng từng bị một người mà tôi rất thích. Phát hiện ra chuyện mà tôi không muốn nhắc tới. sao con lại không có tiền hả làm ở một công ty lớn như vậy mà nói là không có tiền là sao chứ dạ con nói thật đó lần trước con đã đưa cho cô hết số tiền dành dụm của con rồi vậy thì con đi vay tiền là được rồi con đã vay tiền để đóng học phí hết rồi nên bây giờ không thể nào vay được nữa bởi vậy người ta nói đâu có sai hả cứu vật vật trả ơn còn cứu nhân thì nhân trả quán mà trước đầu tháng sau dù dùng cách gì thì con cũng sẽ đưa cho cô tháng sau cái gì anh mày không có đàm phán được với người ta Cho nên sắp bị ngồi tù rồi Mày có biết tao cực khổ lắm mới nuôi lớn mày không Tục ngữ nói không sai chút nào hết Mẹ nào thì con đó Nó đúng vô cùng Con xin cô đừng có chửi mẹ con nữa Có được không vậy cô Bỏ rơi con của mình mà không chửi được sao Con đã nghe chuyện đó hơn 20 năm thai bộ chưa đủ sao hả cô Từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ Tao không muốn thấy mặt của mày ở đây nữa Cô ơi Tổ trưởng kia mà Ở đối diện đường Có một quán ăn rất là ngon Đi thôi Không đi ăn sao <laughs> Thịt bò đó rất là ngon Thật sự tôi rất biết ơn người đàn ông đó. Anh ấy không nói gì hết, dẫn tôi đi ăn xong rồi về thôi. Kể từ lúc đó thì tôi đã quyết định, cho dù đối phương là ai, chỉ cần mình không muốn nói, vậy thì không cần phải nói gì hết. Sorry mom ạ. Cô đúng là một người tốt mà. <laughs> tôi chỉ học hỏi ở người khác thôi à. Hôm nay cô nghỉ ngơi đi, bữa khác mình gặp nha. cô thấy chuyện đó sao Chuyện gì Chuyện của mẹ anh Son đó À Hôm qua tôi nghe nói mẹ của anh Son cũng đã xin lỗi rồi mà Bởi vậy cho nên Cuối tuần này rủ mấy đứa nhỏ tới ăn tiệc đi Rủ thêm Minh Hô Sang Gu với anh Son nữa. Mời luôn anh Son sao Mời nó làm cái gì chứ Chỉ là mấy đứa nhỏ cãi nhau thôi mà Tổ trưởng Chu à Cô đừng giận dai nữa Có phải là cô điên rồi hay không vậy Hay uống lộn thuốc Cô nhớ Dẫn Minh Hô tới nha muốn thể hiện ở trước mặt quý cô là lem hay sao đây à cũng phải nếu cô muốn sống thì phải bấm chặt sợi dây này tôi là mẹ của anh son đây tôi muốn xin lỗi cô lần nữa cô đừng giận nữa nha mẹ minhu vừa đánh vừa xoa hả à, xin chào cô đây là chuyện phát danh của giám đốc osasis xin cô nhận giùm cho dạ tôi biết rồi à, dạ cảm ơn cô nè wow. hôm ừ. nay cậu muốn ăn cái gì vậy đi ăn canh nấm đi quán đó ngày nào cũng ăn với miso hết rồi ngán lắm sao cô ấy thích ăn quán đó quá vậy trưởng phòng à. du ờ. ăn thịt nướng không tôi mời anh ăn nha cái gì cũng ăn hết miễn phí mà cô muốn cho ăn cái gì thì ăn cái đó thôi <laughs> Nên, có phải chị tìm lầm người rồi không ừ. dạo này tổ trưởng du không ăn chung với trưởng phòng kim sao ờ. đâu có hay đi ăn đâu thôi đi <laughs> Dạo này tôi thấy trưởng phòng du có vẻ rất mệt mỏi. Đi tập thể dục đi. Tôi hả? Dạo này tôi uh, có nhiều việc làm lắm. Dù có bận cỡ nào cũng phải tập thể dục chứ. Công việc làm hoài đâu có hết. Anh có thích đi leo núi hay không vậy? Bộ tưởng tôi là giám đốc ô sao? Tuần nào cũng đi leo núi hết hả? Ừ. Giám đốc ô thích leo núi lắm hay sao hả? Giám đốc ô nha. Rất thích giữ gìn sức khỏe của mình. Đây uh, có phải là sở thích của ông ấy không vậy? Tôi thì không thích mấy cái vụ đó đâu. Tôi thấy mệt muốn chết đây nè. <laughs> Mới là lần đầu sẽ mệt lắm tôi hay đi nên biết vậy đó nhưng mà tôi làm gì có thời gian để đi chứ leo cái đó mệt dữ lắm phải leo thẳng không được nghỉ ngơi gì hết đúng là mệt thiệt á hả thôi ăn đi khét rồi nè chú phòng mà cái này còn không mau gấp đi lầu dưới anh mới tới hai lầu dưới còn anh ở đây làm gì vậy lầu trên tôi để anh chứ làm gì Đợi tôi hả? Ừ. Tại sao? Hôm qua anh đâu có thèm để ý tới tôi. À trời. Tại hôm qua tôi có một chút xíu chuyện. Nhưng mà bây giờ tinh thần học hỏi của tôi đang sôi sục lên đây nè. Anh, anh, anh muốn học về cái gì chứ? Học tất cả những thứ liên quan về đại tiệc. Nè, thứ không thể thiếu trong buổi tiệc chính là thức ăn. Phải chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn thích hợp với mấy đứa nhỏ Còn phải thêm mấy hoạt động vui chơi Để tránh buổi tiệc trở nên buồn chán à, Mua nhiều loại thức ăn Với thêm các hoạt động Nè Vậy phải làm sao Để khiến tụi nhỏ không thấy chán bán Là phải chuẩn bị một bàn ăn thật quanh trang No 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 no, no. À. Sao anh không biết động não một chút nào hết trơn vậy Có đồ ăn thôi cũng chưa đủ Làm sao để tụi nhỏ trải qua khoảng thời gian dài như vậy Tụi nhỏ bây giờ dễ chán lắm có biết à. chưa Nè mình phải dắt kiệt sức của tụi nhỏ mới được ủa tức là phải làm tụi nó thật là mệt luôn Đúng hả vậy trời ơi lầu dưới tự nhiên tôi cảm thấy hôm nay anh thực sự rất đẹp trai anh cảm thấy tôi đẹp trai thật sao anh đẹp trai thiệt mà Nói <laughs> trong thời gian ngắn anh cũng đã có tiến bộ rất nhiều nhưng mà anh còn phải cố gắng luyện tập thêm một thời gian nè từ bây giờ anh phải học cách làm món gà rán đi Ê à, nè cái đó Kêu người ta giao tới đi. Không được sao? Thức ăn bên ngoài và thức ăn mình làm có khác biệt rất là lớn đó. Nhưng mà giờ trong nhà tôi không có gà. Bây giờ anh mau đi siêu thị mua loại gà mà mua một tặng một đó. Mua một tặng một? Bây giờ tôi sẽ đi mua ngay. Khoan đã. Giữ con giùm tôi nha. Được rồi, được rồi. Đi mau, đi mau, đi mau. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Động tác nhanh hơn một chút. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Chà. Mình đúng là giỏi quá mà. 뭐? 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 아니종이요 그게 뭐지? <laughs> 오빠 재민 오빠